Tiếp theo là chương trình chính thức của buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể bà con nhân dân, các em học sinh chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
việc Quốc phố trong học, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong chi ủy ban cả sự đảng Quốc phố, các đồng chí trong ban giám hiệu các trường học trên địa bàn cùng các đồng chí cán bộ công chức người lao động, đoàn viên thanh niên học sinh và toàn thể bà con nhân dân một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.